được gặp lại quý vị và các bạn trong kênh tin tức sau Việt ngày hôm nay. Và Đan tin chắc chắn rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì chúng tôi sẽ mang lại cho quý vị những thông tin nóng hổi nhất để quý vị thực sự có những giây phút thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin nóng nhất và mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng nhau đến với những thông tin nóng nhất của ngày hôm nay. Thúy Ngân qua nhà chơi Trường Giang giúp vợ vào bếp nấu ăn phục vụ. Được dịp rảnh rỗi, Thúy Ngân qua nhà Nhã Phương chơi, vợ chồng Mười Khó đã tận tay vào bếp làm món ngon đãi nữ diễn viên. Nhã Phương và Thúy Ngân vốn là hai người bạn khá thân thiết khi còn học tại trường sân khấu điện ảnh. Tuy nhiên, họ không hay khoe về tình bạn đẹp với công chúng. Mãi đến dạo gần đây, khi tái hợp trong chương trình và sự kiện, hai người đẹp mới thoải mái đăng tải hình ảnh bên nhau. Đặc biệt, Cây Táo Nở Hoa là dự án phim đầu tiên đôi bạn chung lớp Thúy Ngân Nhã Phương đã hợp tác. Thúy Ngân và Nhã Phương trong dự án phim Cây Táo Nở Hoa. Thúy Ngân thăm chơi nhà Nhã Phương. Vừa qua trên trang cá nhân, nữ diễn viên gạo nếp gạo tẻ đã quay clip ghi lại cảnh khoe được ông xã của đồng nghiệp chuẩn bị bữa ăn vô cùng công phu. Được biết Trường Giang vốn rất khéo léo trong việc nấu nướng, không chỉ phục vụ vợ mà anh còn thoải mái vui vẻ đón tiếp đồng nghiệp chu đáo khi qua thăm chơi. Người đẹp thích thú chia sẻ, hôm nay được hai vợ chồng bạn đãi ăn, chỉ với hành động nhỏ này đã cho mọi người biết anh là người đàn ông không ngại sắn tay vào bếp phục vụ cho chị em phụ nữ. Cô nàng thích thú được hôm vợ chồng Nhã Phương làm món ngon chiêu đãi. Từ trước đến nay, Nam Danh Hài luôn là người đảm nhận vai trò nội trợ trong gia đình. Vì có khiếu nấu ngon nên ba của bé Destiny luôn sẵn sàng làm các món để cho vợ thưởng thức. Từ những món miền Trung đến các món cầu kỳ anh đều làm được tất. Thúy Ngân rủ Nhã Phương cưa sừng làm nghé trở thành thiếu nữ 16 tuổi. Trên trang cá nhân, người đẹp khiến khán giả thích thú khi chia sẻ loạt ảnh chụp chung cùng Nhã Phương trên phim trường. Lần này cả hai diện trang phục như thường ngày mà còn để mái ngố, buộc tóc hai bên và đeo kính để biến thành thiếu nữ 16 tuổi nhí nhảnh. Dù đã U30 nhưng nhiều người hâm mộ đã dành cơn mưa lời khen cho họ vì giữ được nhan sắc trẻ trung và tươi tắn. Bà mẹ một con cùng Thúy Ngân khiến dân mạng rần rần khi hóa thân thành thiếu nữ 16. Thời gian qua, bà xã Mười Khó luôn bị khán giả bất ngờ khi xuất hiện vóc dáng gầy gò, ngày càng gầy đi một cách đáng báo động. Khi mẹ của Destiny đứng cạnh Thúy Ngân, dân tình càng thấy rõ vóc dáng của nữ diễn viên dường như không ổn chút nào. Chính vì thế mà mỗi lần vậy, ông xã cô lại chăm bồi dưỡng nhiều món ngon để vợ vui vẻ ăn cùng đồng nghiệp.